Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi Tinh Hoa Mưu Trí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chương 3, phần 7. 11 lớn, kích trí. Kính thưa quý vị, kích trí là sản phẩm của trí tuệ. Nó có rất nhiều công dụng, vừa có thể kích động để người thân của mình phấn đấu vươn lên, lại có thể dùng trong ngoại giao để đạt mục đích của mình. Cũng có thể dùng trong khi điều binh khiển tướng để họ dũng cảm hăng hái xông lên. Dùng được tốt thì coi như việc đã xong một nửa, dùng không tốt thì kết quả ngược lại. Kích trí, Khổng Minh áp dụng khéo nhất, có thể nói là đến mức thần diệu, là một phần quan trọng trong mưu trí của ông ta. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, chỉ có mình Khổng Minh là người biết kích trí mà thôi. Cách thức của ông ta là tùy việc tùy người khác nhau mà có cách kích khác nhau. Có người thì kích vào chỗ đau đớn nhất của họ, như Khổng Minh biết Đại Kiều là vợ của Tôn Sách, Nhị Kiều là vợ của Chu Du, bèn sửa bài phú về đài đồng tước của Tào Thực để chứng minh rằng Tào Tháo muốn chiếm cả hai nàng Kiều để vui tuổi già, kích cho Chu Du phải nổi nóng đùng đùng. Thề một mất một còn với Tào Tháo, cầu khẩn Khổng Minh giúp mình cùng chống Tào Tháo. Có người thì dùng quan hệ thiệt hơn để kích, như việc dùng diệu kế trao cẩm nang để Lưu Bị vạch trần mưu kế của Tôn Quyền, định dùng em gái làm mồi mong hại mình, kích cho Tôn phu nhân đã trở nên căm ghét anh ruột của mình, rồi ra mặt mắng cho bọn truy kích phải lui về, dốc lòng theo hẳn Lưu Bị. Có người thì nhằm hẳn vào nhược điểm của họ để mà kích, như lần đầu Khổng Minh điều quân khiển tướng đánh xuống phía Nam, nhưng duy nhất không đả động gì đến Triệu Vân, Ngụy Diên, nói rằng tuy muốn sai họ vào sâu trong lòng địch, nhưng do hai người không am hiểu địa dư nên không dùng. Triệu Vân, Ngụy Diên không phục, bèn thân trinh đi thăm dò địa dư, cuối cùng vào sâu trong lòng địch để lập công. Có người thì chuyên kích vào những chỗ họ không phục, như hai lần Khổng Minh dùng ông lão Hoàng Trung là hai lần kích động, làm cho lão Hoàng Trung không cam chịu mình là già cả, bèn nêu mưu sâu để ra oai, chiếm được núi Thiên Đãng, chém được Hạ Hầu Huyên. Mỗi lần Khổng Minh kích trí là mỗi lần ra ngón đòn mới. 1. Khéo sửa phú, Khổng Minh kích Chu Du. Kính thưa quý vị, Khổng Minh kích Chu Du bằng cách sửa bài phú đài đồng tước là cách kích tuyệt diệu nhất. Lỗ Túc dẫn Khổng Minh vào gặp Chu Du, nói về việc đánh hay hòa. Chu Du giả vờ nói những lẽ mà chủ trương xin hàng. Lỗ Túc thì nêu những lý do cần phải đánh. Hai người tranh cãi nhau đỏ mặt tía tai. Khổng Minh chỉ ngồi khoanh tay mà cười nhạt. Chu Du hỏi ý kiến Khổng Minh. Khổng Minh thủng thẳng trả lời. Tướng quân ra hàng Tào có thể giữ được vợ yêu, lại trọn vẹn được phú quý. Lời lẽ như tán thành ý kiến của Chu Du, thực tế lại là nhạo báng ông này. Lỗ Túc không hiểu được thâm ý đó, lại nổi nóng lên. Ông lại bảo chúa công tôi quỳ gối đầu hàng giặc hay sao? Khổng Minh bèn hiến ra một kế. Chẳng cần phải dắt dê gánh rượu, cũng chẳng phải nộp đất dâng thành, cũng chẳng phải thân chinh qua sông, chỉ cần cử hai người làm sứ thần, dùng thuyền đưa hai người ấy sang bờ Bắc. Tào Tháo được hai người ấy, thì dẫu có hàng triệu quân, cũng sẽ cởi giáp, cuốn cờ mà rút. Chu Du hỏi đến hai người nào? Khổng Minh nói, lượng tôi khi còn ở Long Trung, đã nghe Tào Tháo xây một cái đài ở bờ sông Trương, tên là Đài Đồng Tước, cực kỳ tráng lệ, chọn người đẹp ở trong thiên hạ về cho ở đó. Tào Tháo là đồ háo sắc, từ lâu đã biết Kiều Công ở Giang Đông có hai cô con gái, cô lớn là Đại Kiều, cô em là Tiểu Kiều, có sắc đẹp chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường. Tào Tháo đã thề rằng ta có ý muốn quét bằng thiên hạ để thành nghiệp đế vương, muốn được hai cô Kiều ở Giang Nam cho về ở Đài Đồng Tước để vui lúc tuổi già, thì dù có chết
cũng không oán hận. Nay dù có mang hàng triệu quân, nhòm ngó Giang Nam, kỳ thực chỉ là vì hai người con gái. Chu Du nói, Tào Tháo muốn được hai cô kiều, có gì làm chứng cớ? Khổng Minh nói, con út của Tào Tháo là Tào Thực, tự Tử Kiến, hạ bút là Thành Văn. Tào Tháo đã lệnh cho làm một bài phú, tên là Phú Vịnh Đài Đổng Tước. Ý trong bài phú có nói là họ Tào sau khi giành ngôi thiên tử sẽ lấy bằng được hai nàng kiều. Ngay sau đó liền đọc bài phú ấy lên, đến câu Bắc hai cây cầu ở bên đông bên tây như cầu vồng trên không. Khổng Minh vừa chơi chữ vừa đọc trạch đi là bắt hai cô kiều nhốt ở mé đông nam để vui tuổi già. Khổng Minh xê dịch mấy chữ làm khác ý câu văn. Nhị kiều là hai cây cầu, với nhị kiều, hai cô kiều, khác nghĩa song cùng âm, đọc lên thì như nhau. Và mang ý đó khoác lên cho hai cô kiều. Chu Du nghe xong, bực sôi sùng sục, đứng phát dậy, chỉ về phía bắc chửi rằng, thằng giặc già kia, mày bắt nạt ông quá lắm. Khổng Minh vội đứng dậy, ngăn lại, nói, ngày xưa giặc Hung Lô xâm lăng bờ cõi, vua nhà Hán còn phải đem con gái gả cho nó để cầu hòa. Nay có hai người con gái quê mùa ấy, tướng quân tiếc làm cái gì? Chu Du nói, vậy ra ông còn chưa biết, đại kiều là vợ tướng quân Lưu Bá Phù, tiểu kiều là vợ của Du đó. Khổng Minh vờ làm ra vẻ sợ sệt nói, lượng quả là không biết, lỡ mồm lỡ miệng, tội thật đáng chết. Du nói, ta với thằng giặc già này thề một mất một còn, và thừa nhận vừa rồi nói ra ý chủ hàng là muốn thử ý ra Cát Lượng và nêu yêu cầu Khổng Minh trợ giúp một tay để cùng đánh Tào Tháo. Lẽ ra Khổng Minh đang phải nhờ Chu Du giúp, đến giờ ngược lại Chu Du lại xin Khổng Minh giúp, mới hay Khổng Minh khéo kích đến mức nào. Chọc vào chỗ đau nhất. Kính thưa quý vị, đặc điểm của Khổng Minh kích Chu Du là bắt đầu từ chỗ đau đớn nhất. Đại Kiều là chị dâu của Tôn Quyền, Nhị Kiều là vợ của Chu Du. Chuyện này ai cũng biết, mà khôn ngoan như Khổng Minh đi sứ Đông Ngô làm gì lại chẳng hiểu tình hình của nước này. Và lại bao lâu nay ông ẩn giật ở Long Trung, gần kề ngay Đông Ngô, làm gì có chuyện không biết gì. Ông khéo léo sửa ý của bài phú, đọc hai cây cầu thành hai cô kiều, rõ ràng là có ý kích động. Và sự kích động ấy càng khiến cho Chu Du với Tào Tháo càng tỏ ra thù oán, thề một mất một còn, và đã nói ra ý đồ chân thực của mình là quyết tâm chống lại Tào Tháo. Thế là mục đích kích trí của Khổng Minh đã đạt được rồi. Còn như việc bảo Tào Tháo muốn lấy hai cô kiều, tuy nói rằng Khổng Minh chơi chữ sửa hai cây cầu thành hai cô kiều, thế nhưng nói giả thì bảo là giả, bảo thật cũng là thật, bởi Tào Tháo vốn là đồ háo sắc, để thỏa mãn dục vọng của riêng mình thì bất chấp hậu quả. Như đã từng lấy vợ của hàng tướng Trương Tú để hành lạc, đưa đến cái nạn ở Dục Thủy. Nếu như Tào Tháo mà chiếm được Giang Đông, thì số phận hai nàng kiều sao mà thoát khỏi được. Cho nên thơ của Đỗ Mục mới có câu rằng, Chu Lang chẳng gặp gió xuân, một nền đồng tước khóa thân hai kiều. Đó không còn là lời suy diễn, mà suy từ lẽ đời, tất nhiên sẽ phải như thế. 2. Bị kích trí, Thượng Hương mắng quân truy kích. Kính thưa quý vị, chồng lại kích vợ có lẽ là chuyện mới lạ. Ấy thế nhưng Huyền Đức đã kích như thế mà mắng cho bọn lính truy kích phải lui, mà khiến cho phu nhân khỏi phải chịu sự sắp đặt của Tôn Quyền, từ đó dốc hẳn một lòng đi theo Huyền Đức. Vừa khóc vừa kích, khách Mã Đào mắng bọn lính truy kích. Kính thưa quý vị, Huyền Đức và phu nhân Tôn Thượng Hương lấy danh nghĩa tế tổ ở bờ sông,
lừa được Ngô Quốc Thái đồng ý, vội vã rời xa Nam Từ, vừa mới trốn được đến cửa khẩu Sài Tang. Nào ngờ Chu Du cũng sợ rằng Huyền Đức bỏ trốn, sớm đã cho Tử Thịnh, Đinh Phụng ở sẵn đây chặn đường. Triệu Vân vội bóc xem cẩm nang thứ ba dâng lên Huyền Đức. Huyền Đức xem xong vội lại trước xe khóc nói với Tôn phu nhân: trước đây Ngô Hầu đồng mưu với Chu Du đem phu nhân gọi gả cho Lưu Bị, thật không phải vì nghĩ cho phu nhân mà là muốn giam lỏng Lưu Bị để lấy Kinh Châu. Lấy được Kinh Châu rồi tất là giết Lưu Bị. Hôm qua nghe Ngô Hầu muốn hại nên tôi lấy cớ Kinh Châu có nạn để tìm kế trở về. May được phu nhân không nỡ bỏ tôi mới cùng nhau đến được nơi này. Nay Ngô Hầu lại lệnh cho người đuổi theo sau, Chu Du thì đem quân chặn đường phía trước. Ngoài phu nhân ra chẳng còn ai gỡ được nạn này. Phu nhân biết được thực tình, làm gì chả nổi giận, nên đã bực tức nói: anh tôi đã chẳng coi tôi là tình thân ruột thịt, thì tôi còn mặt nào mà nhìn thấy nhau nữa. Mối nguy này hôm nay, âu là cứ để mặc tôi tự lo. Thế là giục mọi người đẩy xe lên trước, cuốn rèm lên, gọi Từ Thịnh, Đinh Phụng, mắng rằng: các ngươi định làm phản hay sao? Hai tướng vội vàng xuống ngựa, dạ dạ vâng vâng, đến trước xe bẩm rằng: chúng tôi đâu dám làm phản, chẳng qua là theo lệnh của Chu Đô Đốc đem quân đến đây chở Lưu Bị. Phu nhân nói rằng đã theo lệnh của mẹ, của anh để về Kinh Châu, rồi quay ra chửi mắng Chu Du thậm tệ và lệnh cho đẩy xe lên phía trước. Từ Thịnh, Đinh Phụng nghĩ bụng: mình là người bên dưới, đâu dám cãi lại, chống cự với phu nhân. Lại thấy Triệu Vân vẻ mặt hầm hầm, đành phải hô quân dừng lại, nhường đường rộng ra cho xe qua. Người đẹp rất lòng theo anh hùng. Kính thưa quý vị, phu nhân đã đồng ý chạy trốn, có bọn đuổi theo là nhờ phu nhân ra mặt đuổi chúng lui là được rồi. Làm sao Khổng Minh còn bảo Huyền Đức dùng trí để kích thêm. Phu nhân tuy bằng lòng trốn đi, nhưng hoàn cảnh của thị hoàn toàn khác với Huyền Đức. Nàng suy cho cùng vẫn là em gái của Ngô Hầu, to chuyện lắm thì cũng đến quay về là cùng, chẳng có gì là ghê gớm cho lắm. Nhưng Huyền Đức nếu như quay về Đông Ngô, cho rằng có được Quốc Thái che chở, không lo ngại gì cho tính mạng, nhưng từ đó sẽ bị giam lỏng, không còn có ngày mở mặt mở mày. Không những chỉ vì cho lui quân địch, cũng còn là vì muốn cho phu nhân dứt lòng đi theo Lưu Bị. Như thế thì cần phải nói rõ sự thật, dùng lời lẽ để mà kích. Phu nhân lấy Huyền Đức, thật là trai anh hùng sánh với gái Thuyền Quyên. Đương nhiên là mới nhìn thấy nhau đã ý hợp tâm đầu, nhưng phu nhân tại sao lại phải lấy Lưu Bị? Trong cả quá trình nàng bị bưng bít, không biết rằng anh nàng đã dùng nàng làm miếng mồi thơm trong giao dịch về chính trị, mà còn cho rằng đây là ơn huệ của ông anh với cô em gái. Huyền Đức một khi đã nói ra sự thật, anh nàng đã chẳng coi nàng là ruột thịt, nàng còn mặt nào mà gặp mặt được nữa. Như thế làm cho nàng càng kiên quyết đứng về phía Huyền Đức, cơn giận dữ mắng cho lui bọn đuổi theo càng mãnh liệt. Bọn Từ Thịnh, Đinh Phụng càng không dám ho hè, mà việc Huyền Đức kích phu nhân chính là Khổng Minh xui khiến, cho nên bảo rằng Khổng Minh dùng trí kích phu nhân cũng được. 3. Bị ghẻ lạnh, Triệu Ngụy phá ba trại. Kính thưa quý vị, người ta thường nói, mời tướng không bằng kích tướng. Trận đầu khi Khổng Minh đánh xuống phía Nam, chính là đã dùng trí để kích Triệu Vân và Ngụy Diên để giành thắng lợi. Dùng trí kích, hổ tướng vào sâu trong lòng địch. Kính thưa quý vị, Khổng Minh mang đại quân đến Man Vương, Mạnh Hoạch đã cử nguyên soái Kim Hoàn Tam Kết của động thứ nhất, nguyên soái Huân Trà Na của động thứ hai, nguyên soái A Hội Nam của động thứ ba ra nghênh chiến. Khổng Minh biết quân sĩ của ba động tới, bèn gọi các tướng nghe lệnh, nói: nay quân Man chia ba đường đánh tới, ta muốn lệnh cho Tử Long, Văn Trưởng đi, nhưng hai người này không thuộc địa hình
nên chưa dám dùng. Thế là lần lượt cử Vương Bình, Mã Trung, Trương Dực, Trương Nghi ra đón đánh. Duy không hề điều động đến Triệu Vân, Ngụy Diên. Hai người thấy vậy tỏ ra hậm hực. Khổng Minh nói: "Ta không phải không muốn dùng hai người, nhưng sợ các ngươi vào sâu chỗ nguy hiểm, bị quân Man Dợ nó lừa thì quân ta mất nhuệ khí." Triệu Vân nói: "Thế liệu chúng tôi biết rõ địa hình thì tính sao?" Khổng Minh nói: "Các người vẫn nên cẩn thận." Hai người ra về, Triệu Vân mời Ngụy Diên tới trại của mình bàn bạc. "Hai người chúng ta là tiên phong mà lại bảo không thuộc địa hình mà không chịu dùng. Nay toàn dùng bọn sinh sau đẻ muộn, bọn ta lại không xấu hổ lắm sao?" Thế là hai người liền đến gần trại địch, bắt sống mấy tên giặc, dùng rượu thịt khoản đãi, sau đó dò thám được tình hình ba trại. Lúc đêm khuya, đánh úp vào trại chính của nguyên soái Kim Hoàn Tam Kết, chặt được đầu của hắn, sau lại chia quân chiếm hai trại kia. Khi Ngụy Diên đánh đến sau trại của nguyên soái Huân Trả Na, quân của Vương Bình đã đến phía trước trại, hai bên giáp công, quân Nam thua to. Nguyên soái Huân Trả Na tìm đường chạy trốn. Khi Triệu Vân đánh đến đằng sau trại của nguyên soái A Hội Nam, Mã Trung cũng đánh đến phía trước trại, trước sau cùng áp tới, quân Nam cũng thua to. A Hội Nam lợi dụng lúc rối ren chạy thoát các cánh thu quân về gặp Khổng Minh. Khổng Minh tinh sát, ma quỷ cũng khó dò. Kính thưa quý vị, Triệu Vân mang thủ cấp của Kim Hoàn Tam Kết dâng lên để báo công. Mọi người đều nói: "Huân Trả Na, A Hội Nam đều vứt cả ngựa leo núi trốn mất, bởi vậy mà không đuổi kịp hắn." Khổng Minh cười lớn, nói: "Hai người đó ta đã bắt được cả rồi." Triệu Vân, Ngụy Diên cùng các tướng đều không tin. Một lát sau, Trương Nghi giải Huân Trả Na, Trương Dực giải A Hội Nam vào. Mọi người thảy đều kinh ngạc. Khổng Minh nói: "Ta xem bản đồ của Lã Khải đã biết từng trại của chúng ở đâu, cho nên đã nói Kích Tử Long, Vân Trường để hai người vào sâu nơi trọng điểm. Trước hết phá trại Kim Hoàn Tam Kết, sau chia quân đánh phía sau hai trại kia, cho Vương Bình, Mã Trung đi tiếp ứng. Ngoài Tử Long và Văn Trường ra, không ai đảm đương nổi việc này. Ta đã đoán A Hội Nam, Huân Trả Na thế nào cũng lén theo đường tắt, trốn lên núi, nên sai Trương Nghi, Trương Dực đoán đường, lệnh cho Quan Sách đi tiếp ứng để bắt hai tên này." Triệu Vân, Ngụy Diên đều là hổ tướng. Khổng Minh muốn trao cho nhiệm vụ nặng nề, tức là tuần sâu vào sau lưng địch để đánh úp trại địch, nhưng mới đến đất của người Nam, địa hình còn chưa thuộc. Nếu tiến quân mù quáng, tất sẽ xảy ra chuyện không hay. Cho nên Khổng Minh mới tỏ ra lạnh nhạt, không cử hai người đi đánh trận, lại nói rõ rằng rất muốn dùng hai người, nhưng do họ không rõ địa hình cho nên chưa dám dùng. Đó thực ra là muốn hai người tự đi nắm tình hình địch, sau mới có thể vào sâu trong lòng địch. Kích như thế, quả nhiên kích chúng vào nhuệ khí của hai người, khiến họ chủ động tìm cách nắm tình hình địch, làm rõ địa hình, lại thêm có Vương Bình, Mã Trung do Khổng Minh cử đến cùng phối hợp, hành động một lượt mà phá được ba trại. Khổng Minh tinh sát, thật là ma quỷ cũng khó dò. 4. Không cam chịu già, Hoàng Trung tỏ oai phong. Kính thưa quý vị, Khổng Minh hai lần dùng Hoàng Trung cũng chủ yếu nhằm vào chữ Kích. Ông cho rằng với vị lão tướng này, nếu không kích thì tuy có vâng lệnh đi đánh cũng khó thành công. Hoàng Trung già bày kế đoạt Thiên Đãng Sơn hồi thứ 70 và Lý Nhàn đánh mỏi chém Hạ Hầu Uyên hồi thứ 71 đều là chuyện hai lần Khổng Minh kích Hoàng Trung. Kích lần đầu đánh thua Trương Cáp. Kính thưa quý vị, Trương Cáp đánh ải Hà Manh, Mạnh Đạt thua to, cáo cấp về thành đô. Khổng Minh tập hợp chư tướng để bàn bạc. Pháp Chính chủ trương chọn ngay một tướng đi đánh Trương Cáp. Khổng Minh cười nói: "Chỉ trừ có đến Lãng Trung gọi Trương Phi, người khác khó mà gánh vác nổi." Hoàng Trung không chịu nổi, đòi được đi đánh.
Khẩu Minh nói, Hoàng Trung già e rằng không phải là đối thủ của Trương Cáp. Hoàng Trung nghe vậy, tóc bạc dựng cả lên, nói, Hoàng Trung này tuy già, cũng còn giữ nổi cây cung ba tạ, gân cốt cũng còn sức dư ngàn cân, chẳng lẽ lại không địch nổi thằng thất phu Trương Cáp sao? Khổng Minh lại kích thêm nói, tướng quân tuổi ngót 70, sao lại chẳng già? Hoàng Trung hậm hực rảo bước xuống thềm, vớ cây đại đao trên giá múa tít như bay, lại vớ lấy cung treo trên vách kéo gãy liền hai cái. Khổng Minh vẫn hỏi, tướng quân muốn đi thì lấy ai làm phó tướng? Nói là già không được thì Hoàng Trung chọn hẳn người già, nói, lão tướng Nghiêm Nhan có thể đi cùng tôi. Không chỉ có Triệu Vân đứng cạnh đó nói rằng lệnh cho hai ông già đi địch với Trương Cáp là trò đùa. Tướng giữ ải Hà Manh là Manh Hoạch, Hoắc Tuấn thấy hai ông tướng già đem quân đến cũng cười Khổng Minh không biết điều binh khiển tướng. Lão Hoàng Trung thấy tình hình ấy lại kích lão tướng Nghiêm Nhan, nói, ông có thấy mọi người động tĩnh gì không? Họ cười hai chúng ta già, hôm nay ta hãy lập kỳ công để mọi người phải phục. Thế là hai ông già bản mưu tính kế. Hoàng Trung dùng quân chính diện đón đánh Trương Cáp, Nghiêm Nhan đem quân luồn phía sau giáp công, cuối cùng đánh bại Trương Cáp. Tiếp đó lại dùng kế kiêu binh để lấy núi Thiền Đãng. Kích lần thứ hai, đao chém Hạ Hầu Huyên. Kính thưa quý vị, lúc ấy Lưu Bị bảo Hoàng Trung đi lấy núi Định Quân. Khổng Minh lại kích lần nữa, nói rằng tướng giữ thành Hạ Hầu Huyên tinh thông thao lược, rất hiểu về binh cơ, phải gọi quan công đến mới có thể địch được. Hoàng Trung bực dọc nói, xưa Liêm Pha già 80 tuổi, còn ăn một đấu gạo, 10 cân thịt, chư hầu nghe tiếng đều sợ dũng khí của ông, không dám bén mảng đến biên giới nước Triệu, huống chi Hoàng Trung chưa tới 70. Khổng Minh bèn cử Pháp Chính cùng đi. Dưới sự hiệp trợ của Pháp Chính, Hoàng Trung lại lập được kỳ công. Khí phách anh hùng của lão tướng Hoàng Trung chém Hạ Hầu Huyên đã được tả rất sống động. Hoàng Trung chiếm Đốc Sơ, Hạ Hầu Huyên ra đánh. Mặc cho bọn chúng chửi mắng đủ cách, Hoàng Trung vẫn không ra đánh. Đợi cho quân Tào Tháo mệt mỏi, nhuệ khí đã giảm, số lớn đã xuống ngựa ngồi một nơi, Pháp Chính lúc ấy mới phất cờ. Ngay sau đó, tiếng trống, tiếng tù và nổi dậy. Hoàng Trung một mình một ngựa lao nhanh xuống núi, thế mạnh như đất lở trời long. Hạ Hầu Huyên trở tay không kịp, bị Hoàng Trung đuổi sát dưới cờ và hét lên một tiếng vang như tiếng sấm. Hạ Hầu Huyên chưa kịp đỡ thì lưỡi đao quý của Hoàng Trung đã giáng tới từ đầu tới vai, lìa ra làm hai khúc. 12 lớn, dùng gián điệp. Kính thưa quý vị, phàm là đấu tranh với địch hoặc mọi thứ cạnh tranh đều cần tìm hiểu tỉ mỉ về tình hình của đối phương mới có thể đề ra những đối sách chính xác để mà đọ sức thì mới có khả năng giành phần thắng. Nếu như chẳng hiểu biết chút gì về tình hình của đối phương sẽ rất có thể áp dụng những đối sách sai lầm và sẽ gặp thất bại. Đấu tranh với địch trước hết phải tìm hiểu tình hình của chúng và cần thiết phải dùng gián điệp. Để không tiết lộ tình báo cho đối phương lợi dụng thì cần phải giữ bí mật rất nghiêm khắc, phải làm trong sạch nội bộ. Bởi vậy, dùng gián điệp và giữ bí mật trở nên những thủ đoạn quan trọng nhất trong đấu tranh với địch. Đó là chuyện xưa nay vẫn thế, là một thứ bí mật công khai. Trong Dụng Gián Biên, Tôn Tử Binh Pháp đã hết sức nhấn mạnh tác dụng to lớn của việc dùng gián điệp. Tôn Tử nói, Minh quân hiền tướng sở dĩ hành động mà thắng được người, kẻ thành công trong mọi người là ở chỗ biết trước. Kẻ biết trước không thể nhờ quỷ thần, không thể lường bằng việc, không thể đo bằng thước, mà phải bằng con người. Con người biết tình hình của địch vậy. Lại nói, cho nên dùng gián điệp thì có 5 loại. Có nhân gián, có nội gián, có phản gián, có tử gián, có sinh gián. Cho nên trong 3 quân, thân nhất
không thân bằng dùng gián điệp. Thưởng không ai bằng gián điệp. Bí mật không ai bằng gián điệp. Không có thánh trí, không dùng được gián điệp. Không nhân nghĩa, không điều khiển được gián điệp. Không tỉ mỉ, không có được sự thực ở gián điệp. Tôn Tử cho rằng, thường thắng được địch là bởi vì trước đó đã nắm được tình hình địch, mà muốn nắm được địch không thể dựa vào quỷ thần, suy đoán một cách mê tín và chủ quan, chỉ có thể nắm được qua kẻ nắm được tình hình. Như vậy tất phải dùng 5 loại gián điệp, mà người khéo dùng gián điệp chỉ có thể là người có trí tuệ, khôn ngoan, khẳng khái, bởi vì hạng người ấy mới có thể trọng dụng, trọng thưởng cho những người làm gián điệp. Như thế, gián điệp mới dám chết vì người ấy. Trong lịch sử, gián điệp có tác dụng vô cùng then chốt trong cuộc đấu tranh đối địch. Nhà Thương Hưng Thịnh có quan hệ rất lớn đến Thương Khang với Y Doãn làm tướng, và Y Doãn vốn là đại tướng triều Hạ Kiệt. Ông rất am hiểu nội tình của triều đình nhà Hạ. Nhà Chu Hưng Thịnh có quan hệ rất lớn với Vũ Vương, có Khương Thượng làm tướng. Vì Khương Thượng vốn là đại thần của Thương Chủ, ông thông thuộc mọi nội tình của Thương Chủ. Lại như cuộc Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang cho Hoàng Bình 40.000 cân vàng để ông này làm phản gián, ly gián Hạng Vũ với 7 tôi cốt cán của mình là Phạm Tăng, Trung Ly Muội, khiến Hạng Vũ cuối cùng thành con người cô quả cô đơn và bị Lưu Bang đánh bại. Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tả Khổng Minh, Chu Du, Tư Mã Ý đoán việc như thần, kỳ thực đều là dùng gián điệp tìm hiểu tình hình địch mới được như thế. Trong đó kế ly gián được miêu tả nhiều nhất, bởi vì trong chiến tranh quân thần một giả, tướng soái hợp lực thì khó mà chiến thắng nổi. Nếu có thể ly gián được, phân tán được lực lượng của địch thì dễ đánh bại chúng. Phương pháp ly gián không gì ngoài hai cách: gây mâu thuẫn và lợi dụng mâu thuẫn. Kế ly gián đó tức là làm như Tôn Tử nói, thân để mà ly. Tam Quốc Diễn Nghĩa có rất nhiều câu chuyện thân để mà ly nhằm chiến thắng kẻ thù. 1. Dương Bưu dùng phản gián. Kính thưa quý vị, kiểu cách để ly gián nhiều vô kể, dùng máu ghen của đàn bà để ly gián, phải nói là một cách độc đáo. Kế lạ ly gián, Dương Bưu lợi dụng máu ghen đàn bà. Kính thưa quý vị, Đổng Trác bị giết, bè đảng còn lại của hắn như Lý Thôi, Quách Dĩ đánh vào Tràng An, thao túng triều chính, hoành hành vô độ. Thái úy Dương Bưu mật tâu với Hiến Đế rằng, thần có một kế để cho hai thằng giặc này tàn hại lẫn nhau, sau chiếu gọi Tào Tháo đem quân về giết đi, quét sạch đảng giặc để yên triều đình. Hiến Đế nói, kế đó như thế nào? Dương Bưu nói, nghe đồn vợ Quách Dĩ rất hay ghen, có thể sai người dùng kế phản gián với vợ Quách Dĩ thì hai tên giặc tất sẽ hại nhau. Hiến Đế bèn đưa chiếu thư ngầm dặn Dương Bưu. Bưu liền ngầm sai phu nhân mượn cớ việc khác vào phủ Quách Dĩ. Trong câu chuyện đã nói với vợ Quách Dĩ rằng, nghe đồn Quách tướng quân có chuyện mờ ám với phu nhân của Lý Tư Mã, có tình ý rất kín đáo với nhau. Nếu Tư Mã mà biết chuyện, tất sẽ bị ông ta hại. Phu nhân nên làm sao chấm dứt được sự đi lại này là hay nhất. Vợ Quách Dĩ kinh ngạc nói, thảo nào mà ông ta thường đêm không về, thì ra đi làm cái chuyện điếm nhục ấy, phu nhân chẳng nói, thiếp không hề biết, cần phải đề phòng cẩn thận. Vợ Dương Bưu ra về, vợ Quách Dĩ hết lời cảm ơn từ biệt. Mấy hôm sau, Quách Dĩ lại sắp vào phủ của Lý Thôi dự tiệc. Vợ khuyên rằng, tính thôi bất chắc, huống chi ngày nay, hai anh hùng không muốn cùng tồn tại. Nếu nó cho thuốc độc vào rượu, thì thiếp biết làm sao. Quách Dĩ không nghe. Đến tối, Lý Thôi cho người bưng cỗ rượu tới. Vợ Quách Dĩ ngầm cho thuốc độc vào, rồi mới dâng lên. Quách Dĩ định ăn, vợ liền nói,
thức ăn từ ngoài đưa vào, sao vội ăn ngay thế? Bèn đưa cho chó ăn thử, chó chết ngay. Từ đó Quách Dĩ sinh nghi. Một hôm bãi chiều, Lý Thôi lại cố mời Quách Dĩ đến nhà uống rượu. Đến đêm, tiệc tàn, Quách Dĩ say ra về, ngẫu nhiên đau bụng. Vợ nói ngay, đúng là trúng thuốc độc rồi. Vội sai lính đổ nước phân, nôn ra hết mới đỡ. Quách Dĩ bực lắm, nói, ta cùng Lý Thôi chung lo việc lớn, nay vô cớ lại mưu hại ta, ta không ra tay trước sẽ bị với nó. Bèn ngầm cho tập hợp giáp binh trong phủ, định đi đánh Lý Thôi. Có người ngay từ sớm đã báo cho Lý Thôi, Thôi cũng nổi giận nói, Quách A Gia lại dám làm thế. Bèn cũng điểm binh mã trong phủ, đi đánh Quách Dĩ. Hai nơi dồn quân hàng mấy vạn, đánh lẫn đánh lộn nhau. Hai người câu kết với nhau thì trong triều không ai dám làm gì. Gặp khi chia rẽ nhau, hai bên đánh nhau, thế lực ngày càng suy yếu. Cuối cùng bị Tào Tháo đánh bại. Nhằm vào đúng chỗ, Ly Gián mới kiến hiệu. Kính thưa quý vị, Dương Bưu có thể thi hành kế phản gián vì nắm vững được đặc tính hay ghen của vợ Quách Dĩ. Phu nhân của Dương Bưu chẳng qua chỉ nói, nghe đồn Quách tướng quân với phu nhân của Lý Tư Mã, bèn đã nhen lên ngọn lửa ghen cho vợ Quách Dĩ, không cần phải bày cho nàng cách ly gián, nàng lại có thể không thầy cũng biết. Từ chỗ bỏ thuốc độc cho chồng, đến chỗ cho uống nước phân, cuối cùng làm chia rẽ Quách Dĩ với Lý Thôi, mới hay kế ly gián, chỉ cần nắm chỗ yếu là lập tức kiến hiệu, mà làm kế này lại thường là người gần gũi bên mình. Sự thất bại của Quách Dĩ với câu hắn nói là chúng phải kế ly gián của Dương Bưu, chẳng thà nói thẳng ra rằng chúng ngay kế ly gián của chính vợ mình. 2. Sửa thư tín Tào Tháo ly gián Mã Hàn. Kính thưa quý vị, khi Mã Siêu đánh vào Tràng An, có trong tay một đạo quân hơn 20 vạn. Khi chạy được về Lũng Tây, chỉ còn sót lại hơn 30 tên. Tại sao mà thất bại thảm hại thế? Bởi vì chúng kế ly gián của Tào Tháo. Mã Siêu và Tào Tháo đánh nhau to ở Đồng Quan, đánh cho Tào Tháo phải cắt râu cởi áo bào ra. Tào Tháo vẫn đóng quân ở bờ bắc sông Vị, mật lệnh cho Từ Hoảng, Chu Linh cố gắng vượt sông sang bờ Tây kết doanh trại để giáp công phía trước phía sau đánh Mã Siêu. Mã Siêu biết tin, bèn bàn với Hàn Toại. Hàn Toại chủ trương trước hãy hòa, đợi mùa xuân ấm lên hãy tính sau. Thế là sai sứ giả đến trại của Tào Tháo viết giấy, bằng lòng cắt đất để cầu hòa. Giả Hủ hiến kế với Tào Tháo, việc quân không ngại gì lừa dối, hãy cứ vờ đồng ý, sau sẽ dùng kế phản gián, làm cho Hàn Toại, Mã Siêu nghi ngờ nhau, rồi chỉ đánh một trận là phá được. Tào Tháo xoa tay cười nói, người cao kiến trong thiên hạ nhiều khi hãy nghĩ giống nhau. Chưa làm rõ chuyện đã nghĩ, tất nhiên là trúng kế. Kính thưa quý vị, hôm sau Tào Tháo dẫn các tướng ra khỏi dinh, gọi Hàn Toại tới nói chuyện. Trước trận, Tào Tháo chỉ hàn huyên chuyện nhà cửa, tuổi tác, không hề nhắc đến việc binh đao. Hai bên nói chuyện ước đến 1 giờ, mới quay ngựa chào nhau, ai về chạy nấy. Mã Siêu hỏi có nói gì đến việc quân sự, Hàn Toại cứ tỉnh thực nói lại, chỉ nói toàn chuyện cũ. Mã Siêu bắt đầu suy nghĩ, không nói gì lui ra. Ngày hôm sau, Tào Tháo tự thảo thư gửi Hàn Toại. Những chỗ quan trọng đều dập dập xóa xóa. Khi đưa thư, cố ý sai nhiều người để Mã Siêu biết được. Có người báo cho Mã Siêu, Siêu đi lấy thư từ tay Toại, thấy có chỗ xóa, chỗ sửa, nghi rằng Toại và Tháo có chỗ bàn mưu kín gì với nhau nên tự sửa đi. Hàn Toại nói, nếu cháu không tin lòng chú, hôm sau chú ra trước trận nói chuyện với Tào Tháo, cháu từ trong trận bất ngờ xông ra, đâm chết nó là xong. Siêu nói, nếu mà như thế mới thấy được tấm lòng thật của chú. Hôm sau, Hàn Toại dẫn các tướng ra trận. Mã Siêu núp ở dưới Môn Kỳ.
Hàn Toại sai người đến trước trại Tào Tháo gọi to: "Hàn tướng quân mời thừa tướng ra nói chuyện." Tháo bèn cử Tào Hồng dẫn khoảng chục tên khinh kỵ ra trước trận gặp Hàn Toại. Hồng ngồi nguyên trên ngựa, ghé mình nói: "Những điều thừa tướng nói với tướng quân đêm trước, xin đừng chậm trễ." Nói xong tế ngựa đi. Siêu nghe được, nổi giận, vác thương thúc ngựa lên đâm Hàn Toại. Sau các tướng súng lại can, khuyên nên về trại. Toại thấy mã Siêu như thế, buộc phải ngầm sang hàng Tào Tháo, hẹn đến đêm đốt lửa làm hiệu, cùng đánh mã Siêu. Không ngờ mã Siêu đã biết mọi chuyện, đem quân đến đánh Hàn Toại. Hai bên đánh lẫn nhau, đại quân của Tào Tháo áp tới, mã Siêu thua to, chỉ còn lại hơn 30 quân kỵ, cùng với Bàng Đức, Mã Đại chạy về tận Lâm Thao, huyện Lũng Tây. Một người có giỏi, việc lớn cũng khó thành. Kính thưa quý vị, kế ly gián của Tào Tháo quả là độc, nhưng cũng chưa thật sâu. Nếu như người tính kỹ, chỉ cần xem bút tích là biết được ai là người xóa thư. Cũng lại gặp Mã Siêu là hạng người hữu dũng vô mưu, chưa cân nhắc kỹ đã vội cho rằng Hàn Toại có mưu kín với Tào Tháo. Sau này Hàn Toại ra hàng Tào Tháo cũng tại Mã Siêu ép buộc mà nên thế. Bởi Hàn Toại vốn một lòng cùng Mã Siêu báo thù, vì Hàn Toại kết nghĩa anh em với cha đẻ của Mã Siêu là Mã Đằng. Mã Đằng bị Tào Tháo giết, Hàn Toại rất căm giận, cho nên Tào Tháo cho sứ giả đưa thư bảo Hàn Toại bắt Mã Siêu rồi về Hứa Đô, hứa sẽ phong cho làm Tây Lương Hầu. Toại không vì hám được phong chức quan cao, bèn đem việc này nói với Mã Siêu và đem chém sứ giả của Tào Tháo trước mặt Mã Siêu. Điều đó chứng tỏ Hàn Toại ngời ngời nghĩa khí, Mã Siêu lại lấy vụ sửa thư đem lòng nghi ngờ, dẫn đến đánh nhau làm chia rẽ nội bộ để Tào Tháo lợi dụng được. Mới hay, một kẻ hữu dũng vô mưu khó thành việc lớn. Sự thất bại của Mã Siêu cũng là nằm trong dự tính cả. 3. Tung tin nhảm, Khổng Minh truất Trọng Đạt. Kính thưa quý vị, sau khi Khổng Minh Nam Chinh đang muốn tiến hành Bắc phạt, nhưng do Tư Mã Ý giữ thành Tây Lương nên chưa dám khinh suất manh động. Mã Tốc hiến kế, Tào Duệ trúng mưu. Kính thưa quý vị, Mã Tốc hiến kế nói: "Tư Mã Ý tuy là đại thần nước Ngụy, Tào Duệ vẫn nghi trong lòng, tại sao ta không cho người đến các nơi như Lạc Dương, Nghiệp Quận, tung tin đồn ra rằng người này muốn làm phản, lại viết giả những tờ yết thị Tư Mã Ý bố cáo thiên hạ dán ở các nơi. Như thế Tào Duệ tất sinh nghi và sẽ giết hắn." Khổng Minh cho là phải và nghe theo, liền sai người làm theo kế đó. Việc đến tai, Tào Duệ kinh hoàng thất sắc, vội hỏi quần thần. Thái úy Hoa Hâm tâu rằng: "Tư Mã Ý dâng biểu xin giữ Ung Lương chính vì lẽ đó. Trước đây Thái Tổ Võ Hoàng Đế thường nói với thần rằng Tư Mã Ý mắt nhìn lấm lét, không thể giao cho giữ binh quyền, lâu ngày tất sẽ gây tai họa cho đất nước. Mưu đồ phản bội đã rõ, cần phải khử sớm đi." Tào Chân tâu rằng: "Nay sự tình chưa biết thực giả ra sao, bỗng tăng quân có khác gì ép người ta làm phản thật. Nếu bệ hạ có lòng nghi thì hãy bắt chước cao tổ xưa và chơi vân mộng ngự giá đi thăm An ấp. Tư Mã Ý tất sẽ phải ra đón xem động tĩnh thế nào, rồi bắt hắn ngay chiếc xe cũng được." Tào Duệ làm theo, tự mình đem 10 vạn ngự lâm quân kéo đến An ấp. Tư Mã Ý không hiểu duyên cớ, lại muốn để cho thiên tử thấy sự uy nghiêm của mình, bèn chỉnh đốn binh mã, mang hàng vạn giám sĩ ra đón. Tào Duệ đâm hoảng, sai Tào Hưu mang quân ra đón trước. Tư Mã Ý thấy binh mã tới, lại ngờ rằng xa giá đã đến, liền phủ phục ở bên đường để đón. Tào Hưu nói: "Trọng Đạt được gánh vác việc thác cô nặng nề của tiên đế giao cho, cứ sao lại làm phản?" Tư Mã Ý kinh hoàng thất sắc, mồ hôi ướt đầm, bèn hỏi duyên cớ làm sao. Tào Hưu kể lại mọi chuyện. Tư Mã Ý nói: "Đây là kế phản gián bằng gian tế của Ngô Thục, muốn để vua tôi phía ta tàn sát lẫn nhau,
rồi chúng thừa chỗ trống mà đánh úp. Tôi phải tự đến gặp thiên tử tâu rõ đầu đuôi mới được. Vội vàng cho lui quân mã đến phục chữ xe của Tào Duệ, khóc mà tâu rằng: thần nhận việc hệ trọng mà tiên đế di chiếu lại, đâu có dám mang lòng dạ khác. Đây tất là kế gian của Ngô Thục. Thần xin đem một lữ quân trước phá Thục, sau phạt Ngô, để đền ơn tiên đế và bệ hạ, và cũng là để tỏ tấm lòng của thần. Tào Duệ còn nghi ngại chưa quyết, Hoa Hâm liền tâu lên: không thể giao cho binh quyền được nữa, mà phải lập tức cách chức cho về làm ruộng. Tào Duệ y lời, liền cách chức Tư Mã Ý đuổi về quê, lệnh Tào Hưu tổng đốc binh mã ở Ung Lương. Tào Duệ lại xa giá quay về Lạc Dương. Lợi dụng mâu thuẫn, phản gián thành công. Kính thưa quý vị, Khổng Minh phao tin đồn nhảm làm Tư Mã Ý bị cách chức là lợi dụng mâu thuẫn giữa họ Tào và Tư Mã Ý. Họ Tào và Tư Mã Ý vốn không chung một lòng. Tào Tháo xuất thân từ gia đình hoạn quan, Tư Mã Ý lại dòng dõi sĩ tộc. Vào cuối đời Đông Hán, sĩ tộc và hoạn quan vốn có mối mâu thuẫn vô cùng sâu sắc. Sĩ tộc nói chung coi khinh đám hoạn quan, cho nên Tào Tháo những ngày đầu khởi sự lôi kéo kẻ sĩ để dùng cho mình hết sức khó khăn. Tào Tháo từng muốn Tư Mã Ý ra làm quan, nhưng ông vợ ốm không ra, sau này sợ Tào Tháo cắt đầu nên mới miễn cưỡng bằng lòng. Bởi vậy, đối với ông, Tào Tháo rất dè chừng. Hoa Hâm cho biết Tào Tháo từng nói với mình: Tư Mã Ý có đôi mắt nhìn như cú, như sói, không thể giao cho binh quyền, lâu ngày tất sinh vạ lớn cho đất nước. Câu nói này đủ nói lên ý đó. Hoa Hâm cùng bè đảng với họ Tào, nên khi nghe Tư Mã Ý có bụng làm phản, đã chủ trương khử sớm đi. Mà Tào Duệ với Tư Mã Ý thì vẫn nghi trong lòng, nên tuy biết việc Tư Mã Ý mưu phản chưa hẳn là thật, nhưng cũng nhân dịp này cách chức đuổi về quê. Cũng chính vì họ Tào có mâu thuẫn với Tư Mã Ý, kế phản gián bằng cách lợi dụng mâu thuẫn của Khổng Minh mới kiến hiệu ngay lập tức như thế. 4. Khéo ly gián, Gia Cát làm tan bọn phản loạn. Kính thưa quý vị, Thái thú Kiến Ninh là Ung Dĩ, câu kết với Mạnh Hoạch làm phản. Thái thú Tưởng Kha là Chu Bao, Thái thú quận Việt Tuấn là Cao Định đã dâng cả thành trì. Gia Cát Lượng quyết định trước khi chinh phục Mạnh Hoạch phải bình định bọn phản loạn. Ông đã dùng kế phản gián gây nên mâu thuẫn để chúng đánh giết lẫn nhau. Bọn phản loạn sẽ được nhanh chóng bình định. Gây mâu thuẫn để tiến hành ly gián. Kính thưa quý vị, Gia Cát Lượng kéo đại quân đến, Ung Dĩ, Chu Bao, Cao Định dẫn quân ra đón đánh. Mũi tiên phong của Cao Định là Ngạc Hoán, mới đánh trận đầu đã bị bắt. Gia Cát Lượng biết đấy là bộ tướng của Cao Định, bèn nói rằng: ta biết Cao Định là bậc sĩ phu trung nghĩa, nay vì Ung Dĩ mê hoặc nên mới đến nỗi thế. Giờ ta tha cho ngươi về lệnh cho Cao Thái Thú hãy sớm ra hàng để khỏi gặp tai họa, rồi tha cho về. Ngạc Hoán về gặp Cao Định, nói lại ân đức của Gia Cát Lượng. Cao Định cũng vô cùng cảm kích. Việc tha cho Ngạc Hoán chính là đã tạo cơ sở cho việc tranh thủ Cao Định và Ngạc Hoán. Ung Dĩ, Cao Định chia hai cánh quân để đến đánh trại Thục, bị bắt sống vô số. Gia Cát Lượng đưa người của Ung Dĩ, Cao Định ra mỗi người một nơi, rồi lệnh cho quân sĩ chuyển xuống. Phàm là quân của Cao Định thì tha cho, người của Ung Dĩ thì đem giết hết. Gia Cát Lượng lấy người của Ung Dĩ ra hỏi, đều nói là thuộc hạ của Cao Định, bèn tha cho về. Lại gọi người của Cao Định ra hỏi, đều nói thực là quân sĩ của Cao Định, bèn ban cho rượu và thức ăn, rồi nói với bọn này: Ung Dĩ hôm nay cho người đầu hàng, muốn dâng đầu của chúa chúng mày và Chu Bao làm công lao, ta thật không yên lòng. Bọn chúng mày đã là quân thuộc hạ của Cao Định, ta tha cho bọn mày về, lần sau không được bội phản. Lần thứ hai này khiến cho Cao Định và Ung Dĩ nghi ngờ lẫn nhau, gieo mầm mống để cho chúng giết nhau sau này.
mượn dao giết người, chẳng tốn chút hơi sức nào. Kính thưa quý vị, Cao Định thấy Gia Cát Lượng hậu đãi mình như thế, chưa biết thật giả ra sao, liền cho người sang trại của Khổng Minh thám thính hư thực. Bị quân mai phục ngang đường bắt được, đưa lên gặp Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cố ý nhận rằng đây là quân sĩ của ông Dĩ, bèn hỏi: "Chủ soái của ngươi đã hẹn dâng đầu của hai tên Chu Bao và Cao Định, tại làm sao mà sai cả ngày giờ?" Và viết một lá thư dặn rằng: "Bọn bay mang thư này về trao cho ông Dĩ, bảo hãy sớm ra tay." Bức thư đó của Gia Cát Lượng rõ ràng là bảo Cao Định giết ông Dĩ. Quả nhiên, Cao Định vừa đọc xong bức thư đó, bỗng đùng đùng nổi giận, bèn cùng Ngọc Hoán đang đêm đánh úp trại ung dĩ, cắt đầu ung dĩ về dâng lên Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng chẳng những không ca ngợi công lao ấy, ngược lại còn ra lệnh đem đi chém. Cao Định biện bạch, Gia Cát Lượng nói rằng hắn trá hàng. Định hỏi làm sao mà biết được. Gia Cát lấy ra một bức thư, nói với Định rằng: "Chu Bao đã cho người ngầm dâng thư hàng, nói rằng mày và ung dĩ đã kết giao sinh tử, có lẽ nào trong chốc lát mà mày nỡ giết hắn, cho nên tao biết rằng mày trá hàng." Cao Định kêu oan, nói: "Chu Bao nó dùng kế phản gián đó." Gia Cát Lượng nói: "Nếu mày bắt được Chu Bao thì mới chứng tỏ lòng thành thực." Thế là Cao Định và Ngạc Hoán dẫn quân đi giết Chu Bao. Vừa hay lại gặp nhau trên dọc đường, bèn đâm chết, cắt lấy đầu mang đến gặp Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cười lớn, nói: "Ta cố ý cho người giết hai thằng giặc đó để biểu thị lòng trung." Bèn lệnh cho Cao Định làm thái thú Ích Châu, cai quản ba quận, lệnh cho Ngạc Hoán làm nha tướng. Quân mã cả ba đường đã được dẹp yên. Đặc điểm của Khổng Minh khi dùng kế phản gián lần này là trước hết lấy nghĩa để tranh thủ Cao Định, sau đó gây hàng loạt mâu thuẫn giữa Cao Định với ung dĩ, với Ngạc Hoán, dùng bọn phản loạn giết bọn phản loạn, tự mình không phải mó tay vào, khiến Cao Định cắt đầu ung dĩ, Chu Bao. Kế phản gián của Khổng Minh dùng để làm tan bọn phản loạn đúng là cao thêm một bước.